Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là cục máy Suzuki Smart 110cc, hàng tháo xe kho nước ngoài. Đặc biệt cái mẫu này là thiết kế đầu bò ống hơi. Thông thường ở thị trường Việt Nam nên mọi người sẽ thấy những dòng Suzuki thiết kế đầu bò không ống hơi. Con này là hàng tháo xe kho nước ngoài, máy zin nổ êm, ngon, không khói không ú. Có mã số là A560 3,6 triệu. Mọi người có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại cho mình cho em. Ok, mọi người có thể nghe và cảm nhận tiếng máy nhé. Ngon, số ngon. Không khói không ú nha, số vào đầu bình thường.